Với kênh YouTube của mình nha. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bữa mà mình làm clip ở ngoài đây cắm trại sinh tồn á thì mình bị dầu ăn văng vô cái tay nè. Bây giờ nó bị phỏng nè. Đó mấy chỗ này là nó bị phỏng, mình không biết là có để hẹo lại không nữa. Cái này nữa nè, văng trúng người mình rất là nhiều luôn ở dưới chân của mình á, nên hôm nay mình phải mặc quần dài á các bạn. Anh Khánh thấy mình bị dầu ăn văng trúng á, với lại dầu này lâu lắm rồi ổng chưa có lên thăm mình á, nên ổng đã mua con cua hoàng đế để mà tặng mình. Đây là con cua nè. Mình thấy rất là cảm động luôn khi mà được anh Khánh mua con cua hoàng đế tặng mình. Nói giờ chưa có ai tặng mình con cua hoàng đế hết á. Chỉ có một bạn lúc trước tặng mẹ mình một con tôm Alaska thôi các bạn ơi. Hôm nay ông tặng cho mình nguyên con cua hoàng đế luôn, nhìn nè. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Wow, con cua nè các bạn. Nó rất là thơm luôn á, nó không có sình hay là gì chứ hết đó. Có sình hay là gì chứ hết đó. Cực kỳ thuyết phục. Từ ở dưới An Giang mình lên Tây Ninh nó rất là xa ai, nhưng mà ổng mua lên đặt mình. Cảm ơn Khánh rất là nhiều luôn nha. Thì ổng ở đằng nhà trời kìa, xíu nữa ổng sẽ lại ăn chung với mình. Bây giờ mình sẽ review sơ sơ cho các bạn xem nha. Con cua hoàng đế á, thì mình đã ăn được 2 lần rồi. Hôm bữa mua về cho mẹ mình ăn á, mình cũng có ăn rồi. Nhưng mà cái đó là tiền của mình làm á, mình tự mua. Còn cái này là được anh Khánh tặng. Đồ tặng ăn nó mới ngon. Đồ tặng ăn nó mới ngon. 3 hours later. Ok, thì ngày hôm nay á, mình sẽ lấy con cua này để mà luộc nước dừa chấm ớt siêu cay ăn cho nó đã các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình cũng chưa có ăn cua hoàng đế nữa. Thật sự hơn 2 tháng nay rồi. Dạo này á, mình cũng đâu có tiền nhiều đâu để mà mua mấy cái này ăn. Cũng rất là thèm luôn, nhìn nó rất là tươi, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ luộc nước dừa chấm ớt siêu cay ăn ở ngoài đồng cho nó đã. Yeah. Đừng chạy vô máy quay. Hồi nãy mình có để nước dừa vô con cua rồi. Ở trong đây mình để 2 trái lận. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp để mà luộc các bạn ơi. Luộc con cua này tầm nữa. Tu làm tắt lửa. Hello mọi người đi chạy. Hello. Những thanh niên tấu hài cực mạnh cây 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 cây. Bóc cái cò cái càng nè, làm quay gần cái càng. Rồi khi nào bóc gần cái miệng quay. Nè đâu thử thí nghiệm mình nè. Khi nào bỏ họng thì quay trong bụng. Bẻ. Mời các bạn nghe. Cực kỳ thuyết phục. Cả nhà mình đông đủ rồi. Đây là ổng tặng cho mình con cua. Bây giờ tụi mình sẽ ngồi ăn chung lại với nhau. Để ổng nhìn miệng. Ổng tặng cho mình mà đâu phải. Thì tụi mình ăn đúng không? Thì ở đây có một tiếng nè. Có tiền, có mình, có gì tiền, có anh Khánh luôn. Tất cả tụi mình sẽ ngồi đây mà ăn. Thôi bật ra cho. Bỏ, mở cái muỗng nha. Đó. Wow, gạch son kìa. Wow, con cua cái này gì lỗ lỗ ghê dữ trời. Chắc cái này giống tổ ong vậy. Ui, quỳ cái mai nó luôn. Cái này đi quýnh lộn được nè chị. Nó dành quỳ gối xuống lắm mà. Yes. Mấy người lo nhỏ camera man của tôi kìa. Thử miếng đi nè, quay tiếp. Ở
mỗi đứa là mỗi cái càng, mỗi đứa một cái càng nha. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Rồi. Này cái chân mà. Mỗi đứa một cái chân để ăn nè. Ăn tiếng nè. Tự mẻ đi. Trời ơi. Thơm không? Ơi nhìn thơm thật sự luôn á. Sao ăn thằng này? Khánh anh tự bẻ anh Khánh. Yes. Mày tự chất rồi ăn này luôn. Mở đứa một cái càng. Rồi, 1, 2, 3. Vô. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Thịt nó mặn mặn. Mời các bạn nha. Cái này mà có thêm cái nó mua vỏ đẹp lắm luôn y chang cái cầu cạo. Trời nó phụt nước kìa. Phụt nước kìa. Nó xịt nước. Oh my god. Wow. Chấm với muối ớt siêu cay luôn. Thật sự lần đầu tiên mình mới được ăn con cua. Trời hoặc ơi cái chỗ khó khăn vãi chỗ. Ăn cua hoàng đế là phải có kéo để mà cắt. Đâu mời mấy bạn nha. Mời mấy bạn nha. Trời ơi nó đâm đau lắm luôn á. Trời tới chị. Nè các bạn ơi, nguyên cục thịt luôn. Wow. Chấm vô. Mời các bạn nha. Nhìn thấy thèm quá. Sai ra. Mời các bạn nha. Cay lắm á. Ở này có viên mà được. Đây. Không có cục thịt. Nhưng mà rồi, tới mình, tới mình, tới mình. Nhỏ, nè. Con cua này nó mặn quá. Ăn thiệt thôi. Mắc máu không? Mắc máu á. Ngon mấy hành liền. Chém ớt ngon đúng không? Đúng, chém ớt ngon. Để em chưa chấm. Chấm ớt coi từ chanh. Con cua này nó mặn. Chấm ăn thử coi ngon không nha mọi người. Không dở chấm này. Để mình chấm cái này muối ớt của mình làm nè. Ăn đi tiếng cay lắm đúng không? Cay. Không biết chấm nước hải sản có ngon không ha. Để đây để. Cái này muối ớt này cay quá à, với em muối ớt hả? Đúng ngon quá. Thật sự lâu luôn rồi các bạn, mình mới được ăn cái chén muối ớt mình Tú nó làm á, trời ơi nó đúng đúng khẩu vị của mình, nó cay đã. Cay mà nhớ mẹ luôn á. Cay quá. Không. Ăn cái càng. Ăn cái càng. Như là nhiêu tiền ta? Rẻ thôi, chắc cần khoảng cho mấy cái. Ảo chô á, sao ảo chô. Một con cua này là con cua này một ký mấy phải không anh Khánh? Hình đúng như là vậy. Một ký mốt, ký hai là 1.4 triệu á các bạn. Đây ở bên trong nó có thịt nè các bạn. Đó. Giờ món cái gì vậy của cua mình đâu. Đây là cục gạch của nó chấm vô. Chấm vô. Wow, cua này có gạch son. Có gạch đó. Ủa, cái này là gạch hay trứng ta? Gạch đó, gạch đó chị. Gạch. Cũng ăn. Chị vô, trời gạch nè, mỗi đứa ăn một cục gạch đi. Ăn cục gạch đó. Cay quá, cay quá. Chấm với cái này. Wow, thịt nó không còn tươi nữa. Wow, thịt nó không còn tươi nữa. Cực kỳ thuyết phục. Nó nè. Còn quá trời gạch luôn các bạn. Mời mọi người nha. Dạ. Lâu lắm rồi mấy anh em mình mới được gặp nhau vậy, thật sự mình vui buồn khóc luôn các bạn. Không dở. Trời cũng khóc. Muốn ớt thì ớt nhiều quá ăn nó đắng. Không tại tiếng đâm nên dở. Không tại tiếng đâm nên dở. Ở. Ở. Nói câu nào con nói như dao đâm tiếng nhỉ. Ăn vậy. Ngon mẹ. Ôi trời trời trời. Ngon, ngon, ngon. Em đúng là em trai của chị không? Đúng là con trai của ta. Wow, cục thịt không luôn á. Lâu rồi anh em mới hàng nguyên tâm sự có gì cả nghe em Tú. Không. Những chuyện em gặp tai nạn rất là nhiều. Nói chung là rất là xui xẻo luôn. Anh muốn nghe chuyện gì? Thôi, nói chung là chuyện buồn thì không nói cả chuyện gì vui vui đi Tú. Chuyện vui hả? Đúng rồi, ăn cua vui đúng không? Chuyện vui đó là hôm qua nó hôm bữa nó đi chọc con bò đen sự lên. Ghi chạy không kịp. Sừng cái đó đó vậy. Tính năng à. Ngỡ sao mà để cho bò sừng cái đó làm gì vậy trời. Câu chuyện con bò đen. Nè. Trời ơi. Kể các bạn nghe, bữa hổm nó mở mắt không được, chảy mắt quá trời, đưa vô bệnh viện phòng cấp cứu đàng hoàng luôn. Đã đời chuồn chuồn hồi cái ba mở mắt ra rồi đi về. Phải thì chứ. Chùa giàu hắm vô giấy. Nhưng mà cái mu này nó bự. Cái nó mu bự. Không, cái lộn lộn lộn. Cái mài nó bự, cái này là cái mu nè. Cay quá. Ăn cái gạch nó nè. Trời ơi, xé tét
mùng nhở quá hình gì ghê quá em dâm dê quá mù của đây là cái mù của Nguyễn Thinh nè các bạn ơi.